Cảm ơn Chúa, xin học lời Chúa với câu thơ của Chúa ở trong Thi Thiên 56. Cảm ơn Chúa là cái điều hôm qua chúng ta cũng nghiên cứu thì mình thấy là cái kẻ thù lớn nhất của chúng ta đó là chính chúng ta. Nên là chúng ta thấy rằng đó là một trong những cái điều mà thật sự là rất là khó khăn để mà chúng ta có thể là nhìn nhận cái điều đó. Và sự nhìn biết điều đó nó cũng có một cái điều gì đó làm cho chúng ta rất là khó để mà có thể hiểu được. Nhưng mà cảm ơn Chúa là thật ra thì chúng ta cũng không thể hiểu được hết những điều trong con người của mình. Nên là tôi trước kia có chia sẻ về cái điều mà với những người mới tin Chúa, mình nói là họ nói làm sao để hiểu được Đức Chúa Trời. Thì tôi chia sẻ là mình muốn hiểu được Đức Chúa Trời thì mình phải hiểu được chính đời sống của mình trước. Khi mình hiểu mình thì mình đã hiểu được một phần của Đức Chúa Trời. Và đúng là thật sự là cái điều đó thì mình nói nó cũng không phải là sự vô thức, nhưng mà nó cũng mới chỉ hiểu được một phần, đúng là như vậy. Và thật sự là mình cũng không thể hiểu được mình, bởi vì có nhiều điều mà mình cũng không biết về mình. Nếu như Chúa không tỏ ra cái điều nào đó thì chúng ta cũng chỉ biết một phần nào đó rất ít thôi. Thì đây thì mình thấy là cảm ơn Chúa là trong cái đời sống của mình thì có những lúc mình cũng có những cái nỗi sợ hãi. Nhờ đây thì mình thấy là David là người mà đã nhờ ơn Chúa để rồi ông viết ra những cái Thi Thiên, thì mình thấy là trong ngày sợ hãi con sẽ đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Rồi câu 3 thì câu 4 thì nói là con nhờ Đức Chúa Trời và ca ngợi lời của Ngài. Con đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời nên chẳng sợ hãi. Người phàm sẽ làm gì được con? Câu 5 thì đấy là hằng ngày chúng bắt bẻ từng lời con nói, chúng luôn luôn toan tính để hại con. Tôi để ý cái câu gọi là hằng ngày chúng bắt bẻ từng lời con nói. Đây cũng là một cái điều mà chúng ta hay nói người đời ta gọi là hay bị sửa lưng ấy. Thì thật sự thì họ cũng không biết họ là như thế nào, nhưng mà mình thấy là cái điều đó mình cũng cảm thấy khó chịu khi mà một ai đó nói mình một cái điều gì đó mà nó không phải là một cái lời nâng đỡ hay là khích lệ. Bởi vì con người chúng ta thì thường cũng muốn có một cái sự nâng đỡ, khích lệ nâng đỡ, rồi tôn trọng, nhưng mà dường như cái điều đó nó có vẻ như là cũng không phải là lúc nào cũng có được. Và đương nhiên là mình cũng hiểu biết lời Chúa nói là cái lời khen ngợi để thử lòng con người. Thì cũng cảm ơn Chúa. Đúng là quả thật là khi mình có lời của Chúa thì mình mới không sợ nữa, mình không còn lo lắng, đúng không? Nhưng còn nếu mà mình không có lời Chúa thì đúng là mình cũng cảm thấy có một cái gì đó ở trong mình nó cũng rất là bức bối, nó cũng rất là khó chịu. Trong cái bản dịch khác thì nó là hằng ngày chúng xuyên tạc các lời tôi nói, tư tưởng gian ác của chúng toan hại tôi. Thật ra thì cái điều này cũng có. Và mình thấy là đúng là khi mà mình đi vào trong cái phương diện về thần linh ấy, thì mình mới thấy là đúng là quả thật là có nhiều cái điều mà Chúa cũng tỏ cho mình thấy. Mặc dù là mình không trực diện để nghe họ nói xấu hay là có một cái điều gì đó về mình, nhưng mà trong thần linh thì mình cảm nhận một cách nó rất là rõ ràng qua những cái dấu hiệu, rồi qua những cái sự hiện thấy, rồi qua những cái sự tỏ ra của Chúa, thì mình thấy là đúng là nó cũng rất là rõ ràng. Thế thì đây cũng là một trong những cái kẻ thù của chúng ta. Nhưng mà cái kẻ thù lớn nhất của chúng ta thì chúng ta cũng cũng cần phải thấy. Như hôm qua chúng ta học thì mình thấy là cái kẻ thù lớn nhất của chúng ta đó là chính mình. Mà nhiều khi mình cũng không
không nhìn biết cái điều đó, mình không nhìn vào cái vấn đề này thì mình cũng sẽ vấp ngã, mình cũng sẽ coi như là cứ dao động và trao đảo. Thế thì cái thi thiên 56 này đúng là cái thi thiên mà Chúa đã mở lối cho chúng ta. Ở đây thì mình thấy là như hôm qua thì tôi cũng có nói là nếu như chúng ta không có nước mắt thì làm sao mà Chúa sẽ lau ráo nước mắt cho chúng ta. Thế thì hôm nay thì mình thấy là trong câu 8 thì nói là Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi, xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Thế thì nước mắt của tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Đây cũng là một cái điều mà David có thể nói là ông ta cũng rất là khôn ngoan trong cái nhìn mà với Chúa, và ông ta cũng thấy được cái điều là đúng là cái sự mà than khóc của ông ta với Chúa nó không phải là một cái điều vô cớ, mà ông ta biết rằng những cái điều mà ông ta dâng trình cho Chúa thì chính Chúa sẽ nhớ những cái điều đó, nên là Ngài không bao giờ bỏ cái sự cầu nguyện của David. Ông ta có đức tin, đúng không? Ông ta có đức tin. Và cái câu 9 là cái câu chìa khóa mà tôi thấy rằng nó là cái cách để mà chúng ta được mở ra trong cái nhìn với Chúa. Ở đây thì David nói là ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau. Amen. Amen. Vậy thì nếu như chúng ta cứ kêu cầu Chúa hàng ngày thì chính những cái kẻ thù của chúng ta nó sẽ lùi lại. Amen. Và tôi nhớ cái câu chuyện của ông Môi-se khi mà ông trên gò, ở trên cái gò này mà coi như là đối diện với kẻ thù, quân thù nghịch là dân Amalek. Thì mình thấy là đúng là khi mà ông ta giơ tay lên thì giơ gậy lên thì coi như là kẻ thù nó thối luôn, nó không thể đứng được. Thì ở trong Thi Thiên 23 thì nói về cái trượng và cây gậy an ủi tôi, tức là chính là lời của Chúa. Amen. Amen. Lời Chúa sẽ làm cho chúng ta được thắng. Amen. Lời Chúa sẽ cho chúng ta được sự đắc thắng của Ngài. Còn nếu không thì chúng ta không có lời Chúa thì chúng ta không thể thắng được. Mà ngày nào mà chúng ta không có cây trượng và cây gậy là ngày đó chúng ta sẽ thua. Thua kẻ thù nghịch. Và đây là cái cách để chúng ta thắng trận được kẻ thù nghịch của chúng ta, là chính đời sống của chúng ta. Khi mà chúng ta cứ nhờ cậy nơi lời của Chúa, tức là tin cậy lời của Ngài, thì chúng ta sẽ không bị hổ thẹn. Amen. Và chúng ta không có cái gì làm cho chúng ta phải bị rúng động. Nên là Kinh Thánh nói là người công bình thì không sợ cái tin hung. Amen. Chúng ta sẽ không bị rúng động, chúng ta sẽ không sợ hãi. Nên là ở đây Thi Thiên 56 này nhắc đến nhiều lần về cái vấn đề, tôi thấy là không dưới 2 lần về cái vấn đề là: thứ nhất là người xác thịt sẽ làm chi tôi, thứ hai là người đời sẽ làm chi tôi. Amen. Người xác thịt cũng là con người của chúng ta, đúng không? Là con người chính mình. Và con người thứ cái kẻ thù thứ hai là những cái người mà họ sẽ đến để mà toan để hại chúng ta. Ví dụ như là chúng ta nói lời của Chúa thì Chúa muốn chúng ta bày tỏ ra thì họ muốn tìm cách để mà nó biết đi, nó không muốn. Thế thì chúng ta nói là giết các đấng tiên tri ngày hôm nay, tức là muốn bịt miệng họ, không để cho họ nói cái lẽ thật của Chúa. Thế thì như ở trong Giăng nhất, một Giăng chương 3 thì chúng ta thấy là ai ghét anh em mình, tức là kẻ giết người. Nên là khi mà họ giết anh em mình, tức là họ không muốn để cho chúng ta rao giảng về cái phúc âm, thì đó cũng là cái điều mà cái cách thức của cái xác thịt như là ma quỷ, nó muốn ngăn trở những cái điều như vậy và nó không muốn tiếp nhận cái lẽ thật. Thế thì ở đây mình thấy là cái cách để mà mình được thắng được cái kẻ thù nghịch là chỉ có một con đường duy nhất, đó là hàng ngày mình phải kêu cầu Chúa, phải chịu hạ mình xuống để mà tìm biết ý muốn của Chúa. Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Amen. Khi mà mình thấy cái điều đó thì mình sẽ cảm thấy an lòng
và không có cái gì mình phải lo lắng hay là mình phải suy đo tính toán nữa. Mình không còn phải dùng cái sức riêng của mình để mà mình đối đầu với cái kẻ thù nghịch đó nữa. Và mình cứ sống trong cái sự yên nghỉ với Chúa, giống như cái bài hát mà vừa rồi chúng ta ca ngợi Chúa, đó là cỏ xanh tươi hằng yên nghỉ bên mé nước của Chúa, để rồi chúng ta có được cái sự vui thỏa trong Ngài. Và Chúa nói là chúng ta hãy khoái lạc ở trong Đức Giê-hô-va. Amen. Thì Ngài sẽ ban cho chúng ta điều mà lòng chúng ta ao ước. Đây là cái lòng chúng ta ao ước là gì? Là được thắng hơn các kẻ thù nghịch của chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta luôn mong muốn như vậy. Và để có được cái điều đó thì chúng ta thấy rằng ở đây David đã kinh nghiệm, đó là tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi nhờ Đức Giê-hô-va và ngợi khen lời của Ngài. Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi, người đời sẽ làm chi tôi. Amen. Amen. Đây là người xác thịt, người thế gian, chúng ta sẽ không còn phải lo lắng hay là bồn chồn sợ hãi, và chúng ta sẽ vui mừng vì thấy rằng các kẻ thù nghịch này sẽ phải thối lui lại. Cảm ơn Chúa. Nhưng qua thì tôi tới Chúa cũng tôi nghĩ là cũng có một cái gì đó phải suy nghĩ trong cái tâm trí về sự tranh chiến. Nhưng mà trong lòng tôi thì tôi thấy là nó sẽ ngược lại. Đương nhiên là tôi tới Chúa cũng biết được một cái nguyên tắc, đó là thôi thì mình cứ cho nó tột cùng đi, để rồi khi mà nó xảy ra cái điều đó thì mình cũng có thể biết rằng đúng, mình chỉ có cảm ơn Chúa thôi. Và chúng ta hay nói mà một cách gọi là cùn đó, tức là thôi thì bất quá chết là cùn. Tôi cũng nghe, tôi vẫn hay nói cái điều là thôi thì trời này sập thì mình cũng cảm tạ Chúa, nhưng bây giờ biết làm sao. Giờ không cảm tạ Chúa thì làm gì nhau. Mặc dù tôi thấy có nhiều người thì cũng nói bông đùa như vậy, nhưng mà thực sự ra thì cái điều đó cũng không phải dễ đâu. Nếu như họ không nhờ cậy nơi Chúa thì thật sự cũng không cười nổi đâu. Không vui thì làm gì nhau. Nhưng mà có nhiều khi nói thì là một chuyện, nhưng mà để đi đến cái thực hiện được thì cái điều đó không phải là chính chúng ta làm đâu, mà chính Chúa, là lời của Chúa ở trong chúng ta để giúp cho chúng ta có sự vui thỏa. Và chính sự vui thỏa ở trong Chúa thì chúng ta có sức lực của Ngài. Và năng lực của Chúa thì không có một kẻ thù nào có thể tấn công chúng ta được. Và dù chúng ta có những cái sự mà khó khăn trong cái đời sống tâm linh, nhưng mà lời của Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta, và lời của Chúa sẽ làm cho chúng ta được giải cứu khi mà chúng ta nhờ cậy nơi Chúa là lời. Cảm ơn Chúa. Là đây là cái cách thức mà tôi nghĩ rằng nó tuy là nó đã cũ, nhưng mà nó không bao giờ là một cái sự mà gọi là thất vọng đối với chúng ta là những người tin Ngài. Và trải qua các đời thì chúng ta thấy rằng họ vẫn làm cái điều đó. Amen. Các kẻ thù nghịch chắc chắn phải thối lui. Amen. Chắc chắn là phải thối lui. Và đây là cái điều mà chúng ta phải dám tin, chúng ta phải dám công bố, chúng ta phải nói với chính mình cũng như là nói với dân sự của Chúa, để rồi Chúa sẽ ban cái sự đắc thắng đó cho chúng ta. Và khi chúng ta đắc thắng thì chúng ta cũng sẽ có một cái sự lan tỏa ảnh hưởng về cái điều đó cho người khác. Cảm ơn Chúa. Tôi xin học với tôi tâm Chúa và điều như vậy. Tạ ơn Ngài. Amen. Lạy Chúa. Thế thì con cô ba thì nói là trong ngày sợ hãi tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Thế mà tức là cô bốn thì lại nói là tôi sẽ để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì, người xác thịt sẽ làm chi tôi. Đấy, câu 11 thì cũng nói là tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi, người đời sẽ làm chi tôi. Thế thì câu 3 thì nói là khi ngày mà sợ hãi thì để lòng tin cậy nơi Chúa. Mà đúng thế thật. Chỉ có khi mà hoạn nạn đến và tan đề đến và coi nhà kẻ của mình đến thì bắt đầu mới để lòng tin cậy nơi Chúa. Đúng. Còn nếu không có thì nhiều quá. Mình đâu có thể học tiếng kệ đến Chúa đâu. Khi lại nhờ sức riêng của mình. Tại sao sợ? Thế thì ngẫm lại cái ngày hôm qua thì thấy là
từ ngày 10 sáng là nó có vấn đề. Dạ. Yeah. Rồi khi nấu cơm, chúng ăn cơm thì coi cơm sống, yeah, nấu lại nó cũng chả chịu. Để xem. Thì lúc qua là tối qua là nó kết thúc là cái việc này nó xảy ra. Dạ. Yeah. Thì mình cứ để ý tại sao máy móc và các thứ này nó cứ trục trặc như vậy. Nó cứ lùng cùng như thế. Thì mình thấy là chỗ đã mặc thiệt hại rồi, nhưng mà cái là mình không có nó không được coi như là cái sự bày tỏ cho nó rõ ràng, cứ lúng túng. Và chú phải làm như vậy, chú phải làm như vậy để là mình có những cái gì đó nó đúng là nó có những cái mà gọi là có cái sự sợ hãi, có cái sự sợ hãi hôm qua là đúng là có cái gì sợ hãi cho nên là cứ lúng túng cầu nguyện cho chú. Thế thì sao sao rồi xong mới biết là cái việc đó là chú làm. Thế mình không có tỉnh thức, kia là mình trách ông bảo cứ đụng vào cái gì là nó hư, nhưng mà mình xem là cái việc đó là mình chưa làm, nên nhiều khi mình lại trách không được. Trách không được của Chúa, nhưng mình không nhìn biết là công việc Chúa làm để tỏ ra cái gì. Nhưng mình nhìn mình trách người nên là mình thấy là nó là lạ. Để lòng xem là nó thế nào, theo dõi xem nó làm sao. Thì đến tối hôm qua là đúng là lúc trưa thì chú nhắc là bác nhớ nhắc em gọi điện cho ngài. Và đúng là mình cũng không thể không đúng cái điều mà chú muốn nhắc là cái gì. Dạ. Thế thì là ngài nó cũng có cái thắc mắc là cái bài giảng hôm chủ nhật đó. Dạ. Cho nên là nó thắc mắc và nó muốn nhắc tin cho mình mà nó lại chưa. Thế thì đúng là cái điều đó là chú làm để mà mình phải lọc để nói, nhưng mà hôm qua đó thì đây mình nói xong là qua về chú cho cái mũi nó mọc thì tôi lọc và mình biết là đúng là mình nói chưa đúng theo ý chú. Nhưng mà trước đây mình đã nói cái lời đức tin mà thật là tin là chú nói là tin chú chỉ có tên thì chú cứu rồi. Còn cái việc coi như là thân xác như thế nào thì chú xử lý thôi. Mình phải tin lời của ngài, mình phải tin đơn sơ như vậy. Thì ngài nó cũng nghe, nó vui vẻ và coi như là nó không có sợ hãi, nó không có bối rối. Nhưng mà hôm qua thì mình nói ở cái mức độ là nó không nhận được. Dạ. Không biết cái gây dựng tiếp cái đức tin cho nó. Để rồi coi như là nó có một cái mà nó cũng mong manh. Nó đi nhóm một cái nhóm nào. Hôm nay nó đi nhóm một cái nhóm nào. Bên chỗ còn 12 nhóm buổi sáng, buổi trưa chỗ qua bên trường lạc. Một trường lạc. Thì mình mới thấy là tại chú nhắc lại cái giấc mơ mà chú cho chúng thấy là toàn ái hay gì đó. Trần Đình Đá. Trần Đình Đá. Nó ứng nghiệm vào cái đó. Mình bảo là nó đã đi đủ, nó đi ăn cái chỗ trên nước khác theo cái gọi là tổ chức. Nó nói như thế, nó là ngày hội sinh viên. Và lúc đó mình không nghe rõ là nó có cái chỗ nào mà khó nghe. Thì bắt đầu là chú nói về vấn đề mà bố Hiền Quan Nguyên với lại Hiền Na đi rồi mất đức tin. Thì là mình đúng là nếu như mình nói cái điều mà nó cao quá cái sức nghe của nó thì nó cũng không nghe này. Mà cuối cùng là nó phải cố lưu nó tìm đi một cái hướng khác. Cái đây là cái điều mà mình thấy là không cho thức ăn đúng đúng mùa. Như là giờ cho thức ăn nó phải như mình không nó ăn cái thức ăn nó không đòi nó là nó chạy nhẹ lắm mà nó chạy sự nhìn thấy là thứ nhất tôi nhờ cái
Bây giờ Đức Chúa Trời nghe các bạn ngợi khen lời của Ngài. Thế thì đúng là cái công việc khi mà Chúa về hôm qua cũng nghĩ lại, và tôi cũng nghĩ lại cái bài giảng của ông tiên tri sẽ giảng lại, và đúng là cái việc cứu chuộc của Chúa mình không thể hiểu. Dạ, có rất là nhiều vấn đề mà mình chỉ biết được một phần nào thôi, là ít. Amen. Nó cũng không nhất nhất là như thế này. Thế nên là mình rất là khó. Dạ. Yeah. Thì như hôm qua cũng nói hôm kia thì nói chuyện với lại cô Cúc về cái vấn đề mà Matthew 25. Dạ. Câu 31 đến câu 46. Về vấn đề coi như là cái người giống như chiên và giống như dê. Yeah. Thì nó đâu có biết Chúa. Thế nhưng mà Chúa vẫn cho nó vào trong bức thiên đàng. Dạ. Chúng như chiên thì Chúa vẫn cho nó vào trong thiên đàng. Amen. Mình thấy là cái dân sự của Chúa, cái loại nào, nghe là cái mức độ nào. Dạ. Mình nói khi mình đã meo và Chúa nó bực là nghe. Đúng rồi. Chính xác. Thế thì mình thấy là mình bảo rằng cái bài giảng này mà đưa cho nó cái thức ăn mà ăn được, yeah, thích ấy. Amen. Thì nó nghe, chứ còn đưa cái thức ăn cứu chuyện này, giờ yeah, ăn sữa, đưa thức ăn cứu chuyện này. Amen. Thôi lùi. Tâm sự. Bởi vì là một tài sản, sáng có con nhân thì dạng, để cái nâng đỡ cái đức tin của nó không? Dạ. Yeah. Còn sáng với lẽ thật, nó nghe. Amen. Dân sự này, chưa nghe. Nhắc nhở vậy thì mình tin cậy nơi lời và nhờ cậy nơi Chúa để rồi mình không có cái sự rúng động, không có sự sợ hãi. Nếu mà nói thế thôi chứ cũng vẫn có cái sự sợ hãi, Chúa cũng cho cái sự sợ hãi đi rồi, mình mới nhờ cậy nơi Chúa. Trong ngày sợ hãi thì tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa, chứ nếu mà Chúa không để cho cái sự sợ hãi lên mà mình chẳng có sợ gì thôi. Chẳng có nhờ cậy nơi Chúa hay là ngon. Nói vào cái câu đức tin là coi như là người đời sẽ làm như tôi, rồi người xác thịt sẽ làm như tôi, và trước đó thì tôi để lòng tin cậy nơi Chúa, tôi sẽ chẳng sợ. Cảm ơn Chúa thì Chúa phải cho cái sự sợ hãi lên, và Chúa phải đặt lệnh như vậy để cho biết mình cái con người nó là như thế thôi. Xác thịt còn trong xác thịt cũng còn nhiều vấn đề. Amen. Hết cái công việc của Chúa. Chú nhắc ở trong cái truyền đạo đoạn 3 câu 10 câu 14. Công việc của Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng người ta không hiểu, và người ta cũng không thể biết được, không thêm vào đạo của anh em bố chị. Đó là công việc của Chúa. Ngay như cái việc mà hôm qua nó xảy ra, những cái sự việc đó đúng là Chúa cho phép nó xảy ra, mình chả muốn. Mình cứ cố gắng và mình theo khôn ngoan của mình là chả tới đâu, nhưng mà Chúa cứ cho nó xảy ra. Yeah. Mình cứ lắm nhéo làm như thế. Chả hiểu gì, nhưng mà đang là không được và cuối cùng nó thế. Đó vậy làm tình nhau thế thì mình cứ cầu nguyện. Yeah. Nhưng mà nó cứ thế à? À, thế thì mình không phải là mình nữa rồi. Thế là giống như làm không phải là mình, Chúa bắt nó phải làm mình. Yeah. Sai khiến cái sai khiến như vậy. Nếu như mà mình trông vào công việc của mình hay con người thì bắt đầu lại có cái sự coi như là hoang mang. Nhìn vào công việc thì con người phải hoang mang. Cứ nói là toàn nó vào nó sẽ bất phạt, nó tức như thế này thế kia. À, mình mới thấy là và thôi, có cái gì đó nó hỏng thì sửa. Ai sửa sửa không? Chúa sẽ sửa. Mà cái hỏng trong con người mình rất là sợ. Mà Chúa cũng sửa, nó có hỏng thật chứ không phải hỏng. Cái hỏng này là Chúa mới sửa, không có hỏng gì. Chúa đâu có sửa, Chúa đâu có dạy đâu. Chúa đâu có Chúa phải học. Cái đó là mình phải học, mình rốt, ngu. Để Chúa dạy, Chúa sửa, mình mới thấy được. Chứ còn không có gì tốt thì mình cũng không thấy được. Amen. Hallelujah. Đó là điều mà Chúa cũng dạy, thì Chúa cũng dẫn dắt ngày hôm nay. Có thể là trông lại như Chúa còn biết.
Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Thì đấy thì mình cũng thấy là mình phải học cái sợ đi, đừng có can đảm quá. Nó có những cái vấn đề mà tôi hay nói, đó là cái bản năng. Tức là nhiều khi chúng ta giỏi thì chúng ta không chịu khuất phục, chúng ta khó để mà giống như là chịu lắng nghe hoặc là chịu học. Thường là chúng ta hay cãi, chúng ta hay muốn thể hiện đây mà. Thì đây cũng là một cái điều mà thật sự là nó không phải là xấu, nhưng mà đương nhiên là nó sẽ làm cho cái gì đó ở trong mình nó sẽ bất ổn. Tại vì chính mình cũng tạo ra cái sự bất ổn đó mà mình không biết. Thì Chúa cũng nhắc là chúng ta cũng cần phải lưu ý cái vấn đề là nhiều khi chúng ta phải đứng đúng ở trong cái vị trí của mình để mà mình biết là đúng cái sự trông cậy nơi lời Chúa mới là cái giá trị thật sự. Amen. Dạ. Thì cũng hy vọng là chúng ta sẽ có những cái sự hiểu biết Chúa về lời, và chúng ta kết hợp trong cái sự mà nó hài hòa, để nó không có giống như là bị giống như là nó cứ chật choạng những cái vấn đề đó, thì nó cũng làm cho mình cũng sẽ cảm thấy hoang mang. Và giống như chúng ta làm một cái gì đó mà chúng ta cứ thất bại hoài thì rõ ràng là chúng ta cũng thấy là nó có một cái gì đó nó nản, đúng không? Giống như một người mà đi học, mình học mà mình cứ ở lại lớp miết thì hoặc là cứ lưu ban miết thì người ta cũng không học nổi. Thì đó là vấn đề mà tôi nghĩ là nhất là Chúa lại giao cho mình cái địa vị có thể nói là cao trọng. Nó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta không thể có những cái mắc sai lầm. Đương nhiên là nó có những cái sai lầm, nhưng mà nó không thể giống như là nó sẽ tác động đến những cái vấn đề xung quanh mình nữa. Tại vì khi mình thấy là nó ảnh hưởng đến cả một cái cơ đồ mà mình xây dựng. Tại vì như mình nói, người đời người ta cũng nói là gọi là thượng bất chánh thì hạ tác loạn, trên mà nó không thông thì ở dưới nó sẽ không lọt được. Thì mình thấy là cái điều đó Chúa cũng nhắc, tức là chúng ta là những người mà Chúa đặt để vào cái địa vị đó, thì chúng ta cần phải có một cái sự cẩn trọng, nhất là chúng ta phải biết cách để mà quản trị, sắp xếp. Ngay cả Môi-se thì mình cũng thấy là cái bài học mà Chúa dạy ông ta là phải cần ông Giê-chô. Môi-se là một người cực kỳ khôn ngoan, có thể nếu mà nói về cái khả năng và tài lãnh đạo của Môi-se thì là một con người phải nói là xuất chúng rồi. Nhưng mà mình thấy cuối cùng Chúa cũng cho ông ta phải ngu khờ đi để làm gì? Để biết sợ. Tức là đừng có cậy cái sự khôn ngoan của mình nữa, mà hãy cậy nơi năng lực của Chúa. Và lúc đó Chúa sẽ tỏ cho ông ta biết là chúng ta phải làm cái gì đó. Thì nó quan trọng hơn là cái mình cố gắng để mình làm đó. Thì cái vấn đề đây thì tôi thấy là ngay cả khi mà mình cũng nói với nhau về vấn đề tại sao mình phải quở trách cái điều đó, tức là để cho nó gánh cái gánh nặng nó cho mình, chứ không phải là chứ mà mình quả chắc là vì họ sai hay đúng. Vấn đề chúng ta không còn nói đến đúng hay sai nữa, mà nó còn là cái vấn đề là tức là nó là cái quyền lực ở trong chúng ta. Nhiều khi chúng ta cũng phải quả chắc nó, và chúng ta phải giống như nói một cách ma quỷ, nhiều khi nó phải chịu cái lỗi của chúng ta nữa. Thì Chúa cũng phải chịu cái lỗi của chúng ta nên Ngài phải chết rồi. Nên mình cứ nói nhiều nên hôm bữa mà chúng ta trao đổi ma quỷ mà cái thằng Bi nó mới bảo là đấy, ma quỷ nó cũng có cái quỷ tốt mà, đúng không? Nếu mà mình suy hướng về cái nhìn của lời Chúa thì mình thấy là có những cái nó giúp đỡ mình mà mình cũng thấy, nhưng mình phải thấy là đây là cái điều mà Chúa luôn cho mình những cái ơn phước, mà mình phải nhìn nhận được cái điều đó thì lúc đó mình sẽ cảm thấy là mình sẽ không có còn cố gắng để làm theo cái cách của mình nữa. Tại vì nó tạo thêm những cái rắc rối thôi. Thì Chúa bảo là thôi thì mình cứ yên nghỉ đi. Ở trong Chúa thì mình cần có sự yên nghỉ, và cái mục đích của mình là làm sao để ban phát được cái lẽ thật mà chính ở trong mình nó cũng có những cái sự đắc thắng rồi. Chứ không phải là mình cứ thất bại miết, hay là mình cứ lúc nào cũng bị hoang mang và lo lắng về một cái dấu hiệu nào đó mà nó làm cho mình bị bối rối. Và như vậy thì chúng ta không thể dẫn dân sự của Chúa đi vào trong sự yên nghỉ. Tại vì cái sự dẫn dắt ở đây là về thuộc linh. Chúng ta không có sự bình an thì chúng ta không thể
và dẫn chiên của Chúa đi đến sự bình an. Thì mình thấy là đây cũng là một cái hình ảnh. Thì tại sao mà mình nói về Môi-se là luật pháp, đại diện về luật pháp, và Môi-se phải chết để rồi coi như là Giô-suê phải được dấy lên. Và mình thấy rằng cuộc đời của ông Giô-suê là ông ta đi theo trong cái sự vâng phục. Ông ta không bao giờ có một cái sự phải lo lắng hay sợ hãi điều gì cả. Thì mình thấy điều đó là đúng thật. Giô-suê có một cái hình ảnh rất là tuyệt vời, có thể nói là nó là cái hình ảnh của Chúa Giê-xu đấy. Thì chúng ta cần khao khát để đi đến cái hình ảnh đó. Dù chúng ta được đặt để là Môi-se, nhưng mà chúng ta không thể chấp nhận cái hình ảnh mà nó cứ như vậy. Bởi vì Chúa cũng tôn trọng chúng ta phải tin điều đó. Tại vì Chúa nói là những cái điều mà chúng ta có những cái, thì như hôm qua tại sao mà Ngài bức xúc về vấn đề là mình không, thế thì mình không được lựa chọn cái gì sao? Cái mục đích mà cái cô này hỏi cái điều đó, và tôi hiểu được cái điều là đúng. Tức là cô ta cảm thấy bức xúc là cái vấn đề. Thế thì Chúa định trước như vậy rồi, thì bây giờ mình tin Chúa thì nó cũng thế thôi. Thế thì đây cũng là một cái điều mà nhiều khi người ta sẽ khó hiểu và người ta không thể chấp nhận được. Mà nếu như bản thân mình thì cũng không thể hiểu được. Nên là tôi nói là mình không cố gắng để hiểu về Đức Chúa Trời hay về con người mình. Nhưng mà mình thấy rằng ở đây mình chỉ thắng khi mà mình tin cậy nơi lời của Chúa. Ngay cả tôi nhớ trước kia nhiều ngày tháng mà mình thấy rằng tại sao các hệ phái họ cũng nói một phần đúng, tức là về cái lĩnh vực tiên tri họ không dám giải, và ngay cả về lĩnh vực tiên tri họ cũng không dám, tức là họ cũng không dám nhận cái điều đó. Thật sự thì mình tin vào lời tiên tri, nhưng mà mình không nên giống như là để cái sự đặt nặng đó quá, để rồi cuối cùng mình, tại vì mình cũng không phải là cái chức vụ đó, nên là mình không cố gắng để mà làm cho nó một cách giống như là nó đầy đủ ở trong cái chức vụ mà của tiên tri. Mà chúng ta chỉ cần làm sao để tin cái lời đó cho mình, và làm sao để mà mình giống như là cũng là một cái thức ăn rất là sống động, một cái thức ăn rất là giá trị, một cái thức ăn rất là giàu dinh dưỡng. Nhưng mà chúng ta phải chế biến như thế nào? Cũng như bây giờ đưa cho mình cái thức ăn rất là đắt tiền, đưa cho chúng ta những cái thức ăn giàu chất dinh dưỡng, nhưng mà chúng ta nấu nướng sao nó mà có khi nó thành độc tố. Đúng không? Thì đây cũng là cái điều mà Chúa nhắc nhở, tại vì mình cũng là cái người nấu ăn, mình cũng phải chịu học. Không phải là lúc nào cũng có như đó món rồi bắt đầu mình tự hành, nhưng mà mình cũng phải chịu khó mày mò rồi học hỏi người khác. Và mình cũng phải có sự khiêm nhường nữa, tại vì nhiều khi mình học của người khác, mình học lóm được ở đâu, bắt đầu mình cũng nổi lên à tôi đó nha. Tôi thấy có nhiều người theo cái kiểu này, tức là tôi tự tìm ra được cái đó, nhưng mà mình thấy rằng nó cũng chả có giá trị gì nếu như mình không có sự khiêm nhường. Và đôi khi chúng ta thấy rằng cái điều đó nó vẫn cứ một số con người cũng hay cái kiểu như vậy, tức là mình tự nhiên mình có được những cái sự hiểu biết nào đó, nhưng mà thật sự ra khi mà người ta tra xét lại thì người ta thấy là toàn là bản sao chép không. Đúng rồi, toàn là coi như là lấy của người này copy của người kia mà làm bộ giống như là của mình. Thì tôi thấy rằng cái điều đó nó không có một cái giá trị thật sự. Mà mình thấy rằng nhiều khi cái việc làm của mình nhưng mà người khác phải gánh thay cho mình, thì đó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải suy xét. Bởi vì thật ra thì Chúa nói là nếu mà mình yêu anh em thì mình phải mang lấy cái gánh nặng cho anh em. Nhưng mà nhiều khi mình lại đổ thêm cái gánh nặng cho họ để họ phải khổ sở. Thì tôi cũng suy nghĩ về điều đó. Tại vì thật sự ra thì nếu chúng ta là người của Chúa thì chúng ta cần nên có một cái sự chấp nhận là người lãnh đạo là phải lãnh đạo thôi. Người lãnh đạo là phải hy sinh, phải chấp nhận có những cái sự mà mình phải chịu khó, chịu khổ. Đó là cái điều mà tôi nghĩ là chúng ta cần nên phải đi đến gần cái điều đó hơn, để rồi chúng ta mới giống Chúa được. Tại vì Chúa cũng vì coi như là chiên của Chúa mà Ngài hy sinh, mà Ngài cũng phải vì tất cả vì bầy của Ngài này mà Ngài phó cả chính mạng sống. Thì tôi nghĩ là đây cũng là một cái điều mà nếu như chúng ta được đặt để vào cái vị trí của một người yêu Chúa, chứ chưa nói đến cái chức vụ, thì mình phải đi đến cái sự là yêu chiên và chăn chiên. Và yêu chiên chăn chiên thì chúng ta phải làm sao để cho
chiên nó được mạnh khỏe, nó phải có một cái sự sống thật sự từ lời của Chúa qua chính cái người chăn nó. Thì Chúa cũng nói là chỉ có lời của Chúa mới làm cho người ta được thỏa mãn, và chính chúng ta phải có sự thỏa mãn đó thì chúng ta mới đem cái điều đó đến cho người khác được. Tại vì chúng ta nhiều khi cũng đặt vào một cái điều gì đó nó quá cao đi, thì như vậy thì cái điều mà cái người khác người ta sẽ không cam nổi, và chính cái điều đó chúng ta lại tạo thêm cái sức ép, nó cũng thêm cái gánh nặng. Thế thì Chúa cũng cho chúng ta thấy là về cái người chăm dắt thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự khôn ngoan, tức là chúng ta cần phải có một cái người mà phải có cái, trong công vụ các sứ đồ mà nói là có cái những cái người mà những cái người mà phục vụ hầu bàn thì cũng phải những cái người mà ra đi phục vụ thì cũng phải có đầy dẫy thánh linh và tài trí khôn ngoan. Chúng ta nhớ cái câu đó trong công vụ đoạn dạ vâng đúng rồi, thì nói về những cái người mà khi mà được lập cái chức vụ thì coi như là người đó cần phải có cái thứ nhất là chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy đức thánh linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho, còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Đấy, thì đây cũng là một cái điều mà mình thấy là mình thiếu cái điều đó, và chính cái điều đó nó làm cho chúng ta có một cái sự giống như là mình cũng lo lắng, tại vì mình nhìn vào cái dấu hiệu hơn là nhìn vào lời, nên chính vì vậy chúng ta không dám có đức tin để rao giảng. Ngay cả cái vấn đề mà chúng ta cầu nguyện buổi sáng cũng vậy, thì tôi cũng thấy được Chúa nhắc là nhiều khi mình lại nhìn vào hoàn cảnh, đúng không? Mình lại nhìn vào cái hoàn cảnh, mình thấy là như vậy thì mình không có muốn cầu nguyện nữa sao, đúng không? Nên là mình không còn chịu đến với nhau để hạ mình tìm kiếm Chúa sao? Chúng ta không còn nói như là thôi, tôi vui khi người ta nói với tôi rằng chúng ta hãy cùng nhau đến nhà của Đức Chúa Trời. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta lại nhìn vào cái hoàn cảnh là mình thấy một cái số lượng đông đảo, mà chúng ta không tập từ cái điều mà từ cái ban sơ. Thì Chúa cũng nhắc nhở tôi điều này rất là nhiều, tại vì chính bản thân mình là cái người mà cũng đã từng lý tưởng hóa nhiều vấn đề, nhưng mà rồi Chúa phải đánh hạ nhiều cái lý tưởng đó đi, để rồi mình sống một con người đơn sơ thật sự. Tức là thôi bây giờ có 2-3 người mình cũng cảm tạ Chúa, thì cũng như bây giờ tôi tới Chúa về trên nhà thì cũng chỉ có như vậy con người thôi, thì mình cũng phải làm cái chức phận của mình, nhưng mà mình lại đi đến một cái nơi khác thì mình lại có một cái sự giống như là nó muốn đòi hỏi nó cao hơn cái điều đó. Thì tôi nghĩ rằng chính cái điều đó nó sẽ tạo nên một cái tranh chiến và nó gây cái sự áp lực, và chính mình cũng sẽ có một cái gì đó mình cảm thấy nó sẽ buồn chán và thất vọng. Và cái điều đó tôi cũng cảm nhận được, tại vì trong bản thân chúng ta nó có một cái sự san sẻ, nó có một cái sự gần gũi, và chúng ta có cái sự mang lấy gánh nặng cho nhau. Nhưng mà đương nhiên là thay vì chúng ta mang lấy gánh nặng thì chúng ta hãy trao phó đi. Hãy trao phó thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Và chính mình có điều đó, mình cũng sẽ dẫn anh em mình đến với cái điều giống như mình đã nhận. Thì tôi nghĩ là đây là một cái tầm ảnh hưởng rất lớn. Nếu mà mình xác định được cái điều đó thì nó sẽ tốt cho cái bầy mà Chúa giao phó. Tại vì Chúa cũng đặt để mình phải thỏa lòng trong mọi sự, nhưng mà nhiều khi mình chưa thỏa. Nhưng là mình vẫn còn có cái gì đó trông cậy, một cái gì đó nơi con người, thì chắc chắn là Chúa vẫn chưa chưa thể mở ra cho chúng ta về cái công việc được. Nên là Chúa nói là chúng ta cần phải có cái sự mà khôn ngoan nữa, trí khôn, tức là phải có sự hiểu biết. Ngay cả Môi-se Chúa cũng làm cho khờ dại đi, đúng, đồng ý là mình nói là Chúa cũng cho Môi-se khờ đi. Nhưng bởi vì sao Chúa cho ông khờ? Tại vì ông khôn ngoan quá, mà khôn ngoan theo cái sự hiểu biết của mình, mà đó là cái điều mà Chúa không thích. Ở đây tôi nghĩ là cái bản dịch này nó chưa sát ý. Nếu mà tôi xem ở trong cái bản dịch ý xem nó là cái gì. Ở trong công vụ đoạn 6 câu 10 câu số 3 đó, thì mình thấy là cái từ trí khôn này xem nó là cái gì, xem là cái sự khôn ngoan này nó là cái gì. Khôn ngoan,
nếu mà mình xem ở trong cái từ điển nữa thì tốt hơn nữa, cái từ điển của tiếng Hy Lạp. Thì nói chung là khi chúng ta học lời Chúa thì chúng ta cũng cần có những cái sự để mà mình biết nghiên cứu và suy gẫm, để Chúa cũng mở cho chúng ta những cái điều khôn ngoan thật. Dạ, ở đây thì wisdom nó là G678. Nó có rất là nhiều những cái ý ở trong đây. Trong cái sự khôn ngoan này nó nhiều lắm. Sophia. Wow. Nó còn có cả read ở trong này nữa. To cry. Cảm ơn Chúa là Chúa cũng cho chúng ta có cái cơ hội để học tập về cái sự hiểu biết Chúa trong cái ý muốn của Ngài. Cảm ơn Chúa Jesus.